Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Hôm nay sẽ là một clip mình review nhanh một chiếc pouch của Helicontex. Đây là chiếc Helicontex Urban Admin Pouch, một chiếc pouch mà mình khá là thích. Và thời gian gần đây thì chính mình đã sử dụng nó trực tiếp qua khoảng một tuần. Thì mình thấy chiếc pouch này nó có những cái tính năng khá là hay ho mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến với anh em. Hôm nay thì mặt mình hơi mụn, mấy hôm nay thức khuya hơi nhiều cho nên là mình sẽ không lộ mặt nha. Mình sẽ chỉ show sản phẩm thôi. Đây, vào vấn đề luôn. Thì chiếc pouch khi mà load full đồ thì nó sẽ có kích thước như thế này. Nó cũng không quá nhỏ gọn, nhưng mà nó cũng không quá cồng kềnh. Đây là một cái chiếc pouch mà hãng họ định vị là có thể sử dụng như một chiếc túi túi rời, một chiếc túi độc lập. Cho nên là họ không có quá quan trọng về cái tính nhỏ gọn của nó. Anh em hoàn toàn có thể gắn chiếc pouch này lên trên cái dải Molly webbing của ba lô và túi tactical, hoặc là anh em thu gọn nó vào như thế này để chúng ta sử dụng độc lập. Cái này thì nó không có dây đeo nha anh em, không có dây đeo, hai cái tay nào để cầm kéo cái dây kéo thôi, không có dây đeo, cho nên nếu mà sử dụng độc lập thì chúng ta có thể bỏ nó vào bên trong ngăn chính của ba lô hoặc là cầm trên tay như thế này. Rồi, đầu tiên đó là cái đai kết nối của cái pouch này, ba tắc nè, triple stick nè, gia công rất là chắc chắn. Và mình rất là thích cái thiết kế này của Helicontex, cho nên là City đã sử dụng cái chi tiết này để ứng dụng lên trên cái phụ kiện free size bottle holder của tụi mình. Chi tiết này nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả. Mình đã thử với trên chiếc free size bottle holder, đó là mình giữ cái một cái chai nước 1,5 lít full nước và mình xóc cái ba lô nhưng mà nó vẫn không rơi nha, cho nên anh em cứ yên tâm. Cái khả năng chịu lực của cái loại kết nối này, đặc biệt là cái điểm kết thúc này, nó vừa hiệu quả này, nó vừa hạn chế rủi ro được của những cái nút đồng á anh em. Nút đồng nhìn nó chắc chắn vậy thôi nhưng mà thực ra là mình xài một thời gian lâu nó sẽ bị rỉ và nó bị lão hóa, nhiều khi là mình bứt ra cái là nó hư luôn cái nút đồng. Mình thấy cái thiết kế này nó vừa bền, vừa hiệu quả, vừa nhẹ nhàng, rất là tinh tế. Rồi, toàn bộ cái túi này thì được dùng vải Cordura Nylon 500D, một cái loại vải rất là quen thuộc đã được mình giới thiệu trong rất là nhiều sản phẩm của Helicontex và của C-Tactical. Đây là chiếc túi của Helicontex, một nhà thầu quân sự đến từ Ba Lan. Ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái dải Velcro để dán patch. Logo của Helicontex rất là tinh tế ở đây, bằng cao su, cái này bằng Hypalon. Và nó được dập nhiệt hay là in gì ở đây nè, rất là đẹp. Gần đây mình để ý những cái tem này của Helicontex, nó rất là tinh tế, rất là khéo léo, nó không quá phô trương, nhưng mà cái loại logo mới này của họ, họ làm nó rất là bền. Rồi, cái túi này thì nó sẽ gồm có một ngăn trước này và một ngăn chính này, đó, được khóa lại bằng khóa zip. Ở phía trước ngăn chính này thì chúng ta sẽ mở ra bằng cái cơ chế dán Velcro này. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái không gian nó cũng khá là thoải mái như thế này, nó không có quá chật. Chúng ta sẽ có ba hàng đai co giãn ở đây để có thể là cố định những cái phụ kiện. Ở trong này thì mình đựng một cái kìm của Leatherman, một cái bút của Phoenix và một cái bút bi. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái D-ring ở đây, để trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái, ví dụ như những cái phụ kiện quan trọng như cái Leatherman này nè, mà chúng ta đi qua suối, qua sông hoặc là đang leo trên núi vách đá cao chẳng hạn, thì khi mà chúng ta trượt tay á, thì nó sẽ rơi mất luôn. Chúng ta có những cái phụ kiện nó quan trọng như vậy thì chúng ta có thể nối thêm cái dây paracord và kết nối nó vào trong này để cho nó không có bị mất. Đó là cái dụng ý thiết kế của những cái module như thế này. Chỗ này thì nó vẫn còn không gian nha anh em, nó vẫn còn không gian, chúng ta có thể là gắn vào đây một cái máy GPS này hoặc là một cái la bàn, chúng ta để vào trong này chung luôn cũng được, rất là rộng. Rồi, đó là ngăn trước, chúng ta cùng đến vào ngăn chính luôn. Ngăn chính trong này thì mình đã load đồ sẵn rồi, đây là những cái đồ đạc phụ kiện mà mình sử dụng trong khoảng một tuần vừa qua. Nó được thiết kế cho công việc EDC và anh em cũng có thể sử dụng cho outdoor luôn cũng được. Đây, phía trước này, đầu tiên đó là phía trước này chúng ta sẽ có bốn cái slot nhỏ và ngắn để đựng được những cái phụ kiện nó nhỏ như thế này. Thì ví dụ như đi outdoor hay là sử dụng trong thành phố thì mình đều sẽ mang thêm một ít pin để mình backup nè. Pin 3A và pin 2A. Bên này sẽ là một cái multi-tool của Victorinox size nhỏ. Bên này sẽ là một cái tuýp mở để tra dầu cho đèn pin. Đây là một sợi cáp và bên đây là một cái bật lửa của Soto.
Rồi, nói chung chỗ này dùng như vậy là ổn. Phía trong này thì thường chúng ta sẽ đựng giấy tờ. Mình đựng trong này một quyển hộ chiếu và những cái giấy tờ tùy thân và một ít tiền. Nếu mà chúng ta đi vào rừng thì nguyên phần này với những cái đồ đạc như thế này là ổn. Sử dụng EDC cũng được luôn. Rồi, điểm đặc biệt nhất của túi này đó là nó có cái phần chức năng này, nó có thể tháo rời nha anh em. Đó, nó tháo rời ra nè. Nó tháo rời ra và nguyên cái phần tháo rời này nó có thể dán cái phần lưng lại để chúng ta sử dụng độc lập tiếp. Chúng ta sử dụng độc lập nguyên cái cụm này. Nó có cái quai sách như thế này để chúng ta bỏ vào túi quần, túi áo này, hoặc là bỏ vào nguyên cái đống này chúng ta sẽ bỏ vào ba lô. Còn cái này chúng ta sẽ bỏ vào túi đeo trong trường hợp mà chúng ta đi từ trong trại ra những cái chặng trekking ngắn ở bên ngoài trong ngày hoặc trong buổi á. Cái này chúng ta để lại, còn cái này chúng ta mang theo. Đó. Thì nguyên cái đống này, nguyên cụm này là mình thiết kế cho việc cứu thương, cứu hộ. Rồi, tí nữa mình sẽ bàn tới cái này sau. Bây giờ mình sẽ nói tiếp tới cái túi này. Bên này thì chúng ta sẽ có full một mặt giải Velcro luôn. Đó, nói chung là gia công rất là chắc chắn, rất là nhiều điểm viền viết rồi ba tắc đường chỉ, rất là tử tế, rất là chắc chắn. Anh em cứ yên tâm về độ bền của Helicontax. Trên này thì nó cũng có một cái module, nó cùng với chức năng giống như cái D-ring phía trước này. Lúc nãy mình đã giới thiệu đến cho anh em. Ví dụ như những cái đồ đạc gì mà nó quan trọng đó, chúng ta có thể nối dây vào đây để không có sợ bị rơi mất. Ngoài ra cái mặt Velcro này chúng ta có thể tùy biến lên trên này những cái phụ kiện sắp xếp đó, anh em, những cái organize admin insert này chẳng hạn, để chúng ta có thể dán trên này. Ví dụ như đèn pin size lớn khoảng 18 cm trở lại này, dao multi-tool gì đó, nó chúng ta dán lên trên này để cố định nó lên trên này và sử dụng cái này độc lập với cái này. Rất là hay. Còn đây khi chúng ta muốn kết hợp thì chúng ta mở cái này ra. Mở này ra và dán nó lên trên này, rất là hay. Rồi, phần chính của túi là nó như thế. Đó, nó sẽ như thế này. Cũng rất là gọn gàng, rất là quen thuộc thôi. Ở đây nó có hai cái đai để nó giữ lại cái độ mở của cái túi này. Khi mà chúng ta đang kết nối cái phần này lên trên cái ba lô phẳng chẳng hạn, mà chúng ta mở cái túi ra nó không có bị lật hẳn xuống dưới này, nó rớt hết mấy cái đồ mà chúng ta để xuôi kiểu này. Đó. Nó có cái đai này để nó hãm lại. Rồi, vải chính Cordura 500, có vải lót rất là ok. Ba tắc. Rất là ok. Dây kéo. Rất là ok. Được, đó, đây là phần chính của cái Urban Admin Pouch. Rồi, đến cái phần này. Đây là một cái bộ phận mà mình rất là thích bởi vì nó có thể sử dụng độc lập với cả cái pouch này. Đó, tính ra là chúng ta mua cái túi này, chúng ta sử dụng là chúng ta có thể sử dụng tới hai phần độc lập khác nhau hoặc có thể kết hợp nó sử dụng chung. Rất là hay. Rồi, cái túi này thì nó có thiết kế để cho chúng ta có thể mở đôi nó ra. Cái điểm kéo này thiết kế ngược này để cho chúng ta có thể dễ dàng mở nó ra. Đó, rất là hay. Helicontax mình thấy họ chăm chút những cái chi tiết nhỏ, rất là công thái học, rất là quan tâm tới thói quen của người dùng. Đây là một cái băng gạc nè. Ở phía trong này, đó, chúng ta mở đôi ra, mở ba ra thì nó sẽ có một cái phần để chúng ta cố định những cái phụ kiện. Ở đây thì mình cài một cái kéo và một cái nhíp. Thì ở đây chúng ta có thể cài dao nè, hoặc cài đèn, tùy chúng ta. Rồi chỗ này thì sẽ là băng gạc, một cái cuộn băng keo ở đây, đó, nó có hai slot nhỏ ở đây. Rồi một slot lớn ở đây. Ở đây mình đựng một cái mền khẩn cấp, cái mền mình nhiệt khẩn cấp. Và ở đây nó cũng có một cái module D-ring để chúng ta cố định thêm những cái phụ kiện nó quan trọng. Ở đây thì mình gắn một cái còi. Đó. Khi mà sử dụng lại thì nó sẽ gập gọn lại như thế này và cố định bằng Velcro. Đây thì mình đang để đồ nó hơi nhiều tí cho nên là đó, rồi ok. Đó. Phía trước này có thể co giãn nha. Đặc biệt phía sau này nó còn có một cái ngăn nhỏ nữa, ngăn bí mật nữa. Đó, ở trong này thì mình để một cái thẻ thông tin liên lạc khẩn cấp trong cái trường hợp mà mình gặp nạn chẳng hạn. Đó, họ có thể liên lạc hoặc là chúng ta có thể bỏ tiền lẻ, giấy tờ tùy thân trong này tùy anh em. Đó, nguyên một cái phần này có cái đai cầm rất là nhỏ gọn, chúng ta có thể bỏ vào túi áo, túi quần, nhất là những cái quần mà quần túi hộp á. Đó, thì mấy cái này bỏ vô tư rồi kết hợp chung với cái này. Lột cái này ra. Đó, dán nó vào đây, nó cố định.
À, còn ví dụ như trong trường hợp mà anh em sử dụng nó chung với cái này mà chúng ta muốn truy cập nhanh đồ đạc bên trong này thì chúng ta có thể mở này ra. Đó. Sau đó chúng ta cố định cái này ra đằng sau. Đây, cái này nó có thể dán ra đằng sau được. Dán với cái gai xuồng sau này. Đó. Chúng ta làm như thế này để cho nó đỡ vướng anh em. Nó như thế này. Chúng ta có hai cái D-ring ở đây để thao tác này. Và khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ sẵn sàng để chúng ta truy cập được tất cả những cái khu vực của cái pouch này như thế này. Đó, rất là hay. Rồi, và đó là chiếc Urban Admin Pouch của Helicontext. Một cái bao mà mình rất là hài lòng. Mình đã sử dụng nó được khoảng một tuần rồi cho cái nhu cầu trong thành phố và đi du lịch. Mình rất là thích chiếc pouch này. Anh em thấy sao về sản phẩm này? Sản phẩm này thì nó được chuyên tới cầu nhập về thường xuyên. Tuy nhiên thì màu sắc của nó thì tùy mỗi đợt. Cho nên là nếu mà anh em xem được clip này thì có thể là liên hệ với chuyên technical để kiểm tra xem những cái màu sắc nào nó, những cái phiên bản màu sắc nào nó đang có hàng và chúng ta đặt hàng. Thông tin thì mình sẽ để ở phần mô tả ở bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã xem clip review của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.